Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các biên tập viên Châu Anh và anh Tuấn xin chào các bạn. Các bạn thân mến, dù có với nhau ba mặt con, nhưng hiện tình cảm của đôi vợ chồng đang đứng trên bờ vực đổ vỡ. Nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay buông bỏ là điều mà ít phút nữa chúng ta sẽ trao đổi với cô gái. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tiết mục Điều Muốn Nói. Con gái yêu của bố, chắc chỉ một vài năm nữa, con gái của bố sẽ đi lấy chồng. Trước ngưỡng cửa chọn bạn đời, bố có vài lời muốn nói với con. Con không cần cưới một anh chàng tay to vạm vỡ, mà chỉ cần kiếm được một ai đó sẵn sàng giúp con đóng chiếc đinh lên tường để treo một chậu hoa mới nơi đón ánh nắng của ngày mới thương yêu. Con không phải đi kiếm tìm một người đàn ông biết nấu ăn ngon như một bếp trưởng. Thứ con cần là một người biết cảm nhận và chia sẻ bữa ăn cùng con. Con phải nhớ, phụ nữ luôn là người thổi lửa cho gia đình, đừng bao giờ để căn bếp lạnh lẽo và vắng lặng tình yêu. Con sẽ cần một buổi chiều cuối tuần nhẹ nhàng bên một người đàn ông, bất kể anh ta là ai, nhưng anh ta sẵn sàng nghe con, cảm giảm mọi thứ trên đời, đấy chính là một trong những lựa chọn mà con cần quan tâm. Hãy đồng ý kết hôn với người biết làm con cười vui khi con vừa mới trải qua chuyện buồn. Cuộc đời này vốn không dễ dàng đâu, con ạ, mà sẽ có lắm chuyện buồn, thậm chí cả những đớn đau, nhưng cũng không ít chuyện vui đâu con gái ạ. Thế nên điều con cần làm là được ở bên một người có thể giúp con chịu đựng được tất cả những chuyện không hay trong cuộc sống và nhân lên hạnh phúc. Con nên nhớ rằng tình và tiền là kẻ thù không đội trời chung. Có đến 62% vụ ly dị là do những bất đồng về chuyện tiền bạc. Cho nên khi con muốn chọn chồng thực sự chính xác, con phải chắc chắn rằng anh ta biết việc giữ con quan trọng hơn giữ tiền của anh ta. Phải thuộc nằm lòng rằng con người ta không ai thay đổi được ai cả. Một khi đã sinh ra như thế nào rồi thì tính khi đó không thể nào mài mòn đi được. Thế nên, ngỡ như bây giờ con đã không ưa một tính nết nào đó của người đó, ắt hẳn con sẽ còn ghét nhiều hơn sau nhiều năm chung sống. Chính vì lẽ đó, con phải chấp nhận cả những điều hay và chưa hay của người con chọn làm chồng, con gái nhé. Hãy yêu một chàng trai biết lắng nghe. Bạn trai con nên biết cách lắng nghe và nói chuyện với con đúng mực. Trong xã hội công nghệ thông tin, khả năng tập trung của chúng ta quá thấp để có thể lắng nghe một cách chăm chú vì có quá nhiều điều khiến ta phân tâm. Nhưng nếu anh ta biết vứt bỏ hết để lắng nghe con nói, chia sẻ những điều đã trải qua trong cuộc sống, cùng cười nói khi con có chuyện vui hay xoa dịu khi con gặp chuyện buồn, bố nghĩ đó cũng là điều tuyệt vời. Một điều nữa bố cũng muốn, con hãy yêu một chàng trai hiếu thảo với gia đình. Con cần phải cân nhắc khi yêu một chàng trai quay lưng với gia đình và luôn làm cha mẹ anh ta buồn lòng. Vì gia đình luôn yêu thương và cảm thông cho con hơn cả, như bố và mẹ luôn mong muốn những điều tốt nhất sẽ đến với con. Có một điều con cần phải nhớ, cách bạn trai con đối xử với mẹ của mình có thể sẽ là cách cậu ấy đối xử với con trong tương lai. Giờ thì con gái ơi, xách ba lô lên và đi tìm kiếm hạnh phúc của mình đi. Bố mẹ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ con. Nếu mệt thì con hãy yên tâm, hãy nghĩ về bố mẹ và con luôn luôn có một lựa chọn, đó là quay về, về với tuổi thơ của mình bên gia đình chúng ta. Bố luôn yêu con gái. Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ về tâm trạng của cô gái đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của gia đình cô. Năm nay tôi 29 tuổi, chồng tôi 37 tuổi. Chúng tôi đã có với nhau ba mặt con. Cách đây hơn chục năm, chúng tôi đã vô tình gặp rồi yêu nhau. Sau một thời gian gắn kết, chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi từng nghĩ anh hơn tôi gần chục tuổi thì sẽ chín chắn, chiều chuộng vợ. Đúng là thời gian đầu mới cưới, anh nâng niu, yêu chiều tôi. Cưới nhau một thời gian, anh đi làm xa, tôi ở nhà với bố mẹ chồng. Mỗi tháng anh về một vài lần, nhưng chúng tôi luôn thấy hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Thật là buồn vì hạnh phúc đó không được bao lâu. Ở với nhà chồng, dù tôi đã cố gắng giữ đúng đạo làm con, nhưng vẫn bị mẹ chồng xét nét, để ý từng chút một. Tôi làm gì, nói gì cũng không vừa lòng vừa tai bà. Tôi sống trong nhà chồng mà cứ như đang là người dưng. Nhiều lúc không chịu đựng nổi, tôi cũng lời qua tiếng lại với mẹ chồng. Vậy là bà gọi điện cho chồng tôi để mách tội. Mỗi lần nghe mẹ kể tội vợ, anh ấy đều gây khó dễ với tôi. Kể từ đó,
Mỗi khi về nhà, anh ấy không còn nhẹ nhàng như xưa mà hay nói nặng lời với tôi. Cách đây vài năm, trước mặt mẹ, chồng tôi đã nói thẳng: với anh, mẹ là quan trọng nhất. Nếu em làm mẹ phiền lòng, anh sẽ không bỏ qua đâu. Nghe con trai nói vậy, mẹ chồng tôi có vẻ rất hài lòng, còn tôi chỉ im lặng nhẫn nhịn. Cũng kể từ đó, mẹ chồng nàng dâu có bất cứ mâu thuẫn gì hay con dâu nói gì làm bà không hài lòng, bà cũng gọi điện cho chồng tôi và còn bắt anh về để họp gia đình. Rồi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng leo thang. Ngay cả khi tôi đúng, chồng tôi cũng không thừa nhận. Trước mặt mẹ chồng, anh ấy luôn bênh bà: tôi muốn mọi thứ rõ ràng, ai sai người đó phải nhận và sửa. Nhưng chồng tôi lại không bao giờ chấp nhận. Tương tự, khi vợ chồng tôi to tiếng, mẹ chồng tôi không cần nghe hết đầu đuôi mà nhận định luôn là tôi sai, rằng tôi là người chẳng ra gì, còn con bà thì thật là chỉn chu, chỉ vì lấy phải con vợ hỗn, con bà mới thành ra như vậy. Cứ thế, mâu thuẫn ngày càng cao hơn. Vậy là hai vợ chồng tôi ly hôn, tôi nuôi cả ba đứa con. Một thời gian sau, anh nói muốn nối lại tình cảm với tôi. Anh bảo người ta nói số vợ chồng tôi là phải hai lần đò. Chúng tôi đã ly hôn rồi, giờ về lại với nhau sẽ không xảy ra nhiều chuyện như trước nữa. Vì thương các con thiếu bố, tôi đã đồng ý. Lần này tôi quyết định không về nhà chồng sống nữa mà xuống chỗ anh làm, vợ chồng rau cháo có nhau. Tôi ở nhà chăm ba đứa con, chi tiêu cả gia đình phụ thuộc hết vào đồng lương của anh. Ở chung được 2 năm, vợ chồng yêu thương nhau thì ít mà giận nhau thì nhiều. Mỗi khi giận, chúng tôi chẳng nói gì với đối phương, thậm chí có lần chiến tranh lạnh kéo dài tận 2 tháng. Anh đi làm về chơi với con được một lúc rồi ngồi đọc báo lướt mạng những 3 tiếng đồng hồ. Thế mà hôm tôi đi chợ 2 tiếng, anh cáu gắt chửi bới tôi loạn xị. Có điều tôi không nói lại mà chỉ nhẫn nhịn. Đã thế, anh không gọi điện hỏi han bố mẹ tôi. Mỗi năm chỉ có dịp Tết, trước khi về thăm nhà tôi thì anh gọi cho bố tôi báo tin. Còn bình thường, toàn là bố mẹ tôi chủ động gọi điện hỏi thăm cuộc sống vợ chồng con cái chúng tôi. Vậy mà lúc nào anh cũng bảo tôi phải gọi điện về cho mẹ anh. Tôi nghĩ anh tôn trọng gia đình tôi thì tôi tôn trọng lại, còn không thì tôi cũng không cần. Sắp tới là giỗ bố chồng tôi, anh bàn với tôi là hôm đó anh sẽ cho hai đứa con lớn về nhà nội, rồi các con ở và đi học ở đó luôn. Nhà trọ chúng tôi đang ở, anh tính trả cho người ta, còn con nhỏ sẽ đi theo tôi. Tôi nghĩ hôm đó mình cũng không phải về cùng anh nữa, một phần vì anh đã xác định không quan hệ gì với tôi nữa, một phần vì tôi biết không ai muốn tôi có mặt. Thế nhưng tôi không muốn bỏ đứa con nào hết. Cả ba đứa đều do tôi sinh ra, chăm sóc chúng từ tấm bé. Dù chịu đói, chịu khổ, tôi cũng không muốn bỏ con. Có điều tôi thực sự không muốn quay lại nhà chồng nữa. Tôi không biết phải làm như thế nào bây giờ. Các bạn thân mến, hôn nhân bế tắc vì những khúc mắc giữa mẹ chồng nàng dâu, từ đó khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Cô gái cần phải làm gì để giữ lại được gia đình của mình? Và đây là những chia sẻ của bạn nghe đài gửi đến cô. Hãy nhận chăm sóc ba đứa con cho thật tốt là ý kiến của thính giả Vũ Công Thiệp ở Phú Thọ và Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh. Trước mắt cháu hãy nhận chăm sóc nuôi dưỡng ba đứa con của cháu cho tốt là niềm vui niềm an ủi của cuộc đời cháu. Còn người chồng của cháu một lần trả hết hai lần trả xong, chẳng lẽ lại có tham gia lần nữa thì cháu phải cương quyết dứt khoát. Người chồng của bạn là không thay đổi đâu, yên phận nuôi con, cắt đứt đi. Thế anh có trách nhiệm với con thì mình nhận, không hy vọng thì anh ấy đâu. Trên trang Facebook của chương trình, thính giả Minh Dương nhìn nhận: tôi thấy chồng chị thật nhu nhược, không có bản lĩnh và không có chính kiến để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Đã bao giờ bạn thử tâm sự với anh ta thật lòng vì những câu chuyện xung quanh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu chưa? Nếu đã trải lòng rồi mà anh ta vẫn nhất nhất bênh mẹ, mọi sai trái đổ hết lên bạn thì đừng tiếc gì con người này nữa. Còn con, chị cố gắng dành nuôi hai đứa, sau cháu mẹ con có nhau. Chị đừng nhu nhược mãi như thế, hãy mạnh mẽ lên, chị nhé. Cần phải khéo léo giải quyết vấn đề, các bên cần phải thay đổi là ý kiến của bác Đào Huy Sửu ở Tuyên Quang và bác Đinh Văn Vui ở Nam Định. Bản thân chị cần khéo léo, chu đáo, không tự ti mặc cảm. Có điều gì khúc mắc cần trao đổi với chồng hoặc mẹ chồng.
chồng chị cần cư xử công bằng, là chỗ dựa của gia đình và cầu nối giữa mẹ chồng. Còn mẹ chồng của chị cần phải bao dung độ lượng, chị bỏ là người. Có như vậy thì gia đình mới đoàn kết được. Nếu mà các cái biện pháp ở trên đấy mà không giải quyết được thì phương án tốt nhất là chia tay. Cháu à, cháu đã ba mặt con rồi, mọi tính nết của mẹ chồng và nhà đình nhà chồng cháu đã quá biết, cho nên cháu cũng phải xem xét lại bản thân cháu. Đúng mọi vấn đề có gì là sai trái kiếm quyết không để làm cho mẹ chồng và chồng ghét bỏ, cho nên mới sinh ra như đây. Thính giả Dương Thảo cho rằng vấn đề lớn và là nguyên căn cho những cuộc cãi vã là ở việc anh ấy đi làm, còn chị thì ở nhà nội trợ, không ít thì nhiều, gây khó chịu cho người không biết thông cảm cho người khác như mẹ chồng chị. Ly hôn được một lần không có nghĩa là không có lần thứ hai, thứ ba nữa. Cái cần thay đổi không phải là trạng thái hôn nhân, quan hệ giữa hai vợ chồng chị nữa, mà là ở bản thân chị trước tiên. Hãy cố gắng tìm công việc ổn định để có thể nuôi bản thân và con của mình nhé chị. Ban đầu sẽ thật khó khăn, nhưng em tin mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa thôi ạ. Mong rằng chị và các con sẽ sớm ổn định cuộc sống nhé. Đừng nên luyến tiếc sống với người chồng nhu nhược, là chia sẻ của thính giả Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang. Đã đi hôn rồi thì ly hôn hẳn, đừng cái hồi nữa mà khổ. Thà rằng đau một lần còn hơn đau cả đời. Bỏ chồng nhưng không bỏ con lớn lợ giả dần. Còn anh chồng đấy không luyến tiếc làm gì nữa. Theo thính giả Nguyễn Văn Đức, căn nguyên của vấn đề là do nhân vật không độc lập, tự chủ về tài chính. Chính vì vậy, tôi khuyên bạn phải có nghề nghiệp ổn định. Vì câu chuyện hôn nhân, nó không phải một bộ phim truyền hình dài tập, nên cái gì cũng phải hiện thực. Người ta bảo tình yêu quan trọng hơn vật chất, nhưng không có tiền, cuộc sống của bạn sẽ vất vả. Còn theo bác Hoàng Thị Tùy ở Nam Định và bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh, thì đừng câu nệ chuyện chồng có gọi điện về nhà cho bố mẹ vợ hay không. Hãy cứ thường xuyên nói chuyện với mẹ chồng, thì ắt chồng sẽ thay đổi. Nếu như vợ chồng quyết định ở với nhau mà con cháu là chung của gia đình thì chuyện hỏi thăm sức khỏe là chuyện bình thường. Mà cháu cũng không nên làm quá ra rồi càng ngày càng xa lạ, không nên phân bì như vậy. Em ngồi lại với chồng là bàn lại cụ thể, nếu như quyết tâm đi đến cùng với nhau thì chung lưng đấu cật làm kinh tế cùng nuôi con. Con lớn thì cũng nên tạo điều kiện làm một cái việc gì đó cũng có thu nhập để cho đỡ chồng nó gánh nặng cả năm miệng ăn mà một mình nó lo toan, trong khi vất vả nó sinh ra là cáu gắt. Cô bây giờ phải là nhìn chồng đi để cho cả con có một gia đình hạnh phúc. Cô hãy nghe lời anh ấy, gọi điện về cho mẹ, chứ đừng có coi phân biệt được gì cả. Chỉ mà sống cho hạnh phúc, hãy nghe lời chồng và đem cả con về làm chủ cho cha chồng và xin lỗi mẹ, và cô thể sống được một cuộc sống ấm no hạnh phúc với chồng con. Thính giả có nickname Tường Vi chia sẻ, vấn đề nào cũng có hai mặt. Nhưng tôi thấy trong câu chuyện này, bạn chỉ nhìn nhận gia đình nhà chồng dưới góc độ tiêu cực. Tôi nghĩ rằng nếu bạn không thể thay đổi gia đình nhà chồng, thì bạn hãy thay đổi suy nghĩ của bạn. Mẹ chồng của bạn thương chồng bạn cũng giống như bạn thương con bạn. Khi thấy bạn không đi làm mà chỉ ở nhà chăm con, nên mẹ chồng bạn cảm thấy thương con mình đi làm vất vả, thế nên mới nảy sinh những mâu thuẫn trong gia đình. Tôi hy vọng bạn sẽ có những lựa chọn đúng đắn nhất. Chúc bạn và gia đình hạnh phúc. Nên quay về nhà chồng sống là lời khuyên của bác Nguyễn Thị Thơi ở Vĩnh Phúc và Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh. Hãy về nhà chồng sống, lựa tính và mẹ chồng mà cư xử sống làm sao để cho thể hiện một trách nhiệm quan tâm chăm sóc và đến nơi đến chốn sống đúng đạo làm con. Còn về phần chồng em hãy sống khôn khéo tế nhị tình cảm, lựa thời cơ lúc chồng em vui vẻ, em tâm sự hết mọi chuyện khó khăn để chồng em hiểu và thông cảm cho. Mưa dầm thấm lâu thì tin chắc rằng rồi dần dần mẹ chồng em và chồng em sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Có với nhau ba đứa con cả rồi, nên lần này cháu sống phải cùng bản lĩnh rút ra một cái bài học, và cháu lên theo chỉ đạo của chồng như quay về nhà với mẹ chồng để có bản xứ và cội nguồn. Có mẹ con bà cháu sớm ông vui vẻ đoàn tụ cháu ạ. Dù mẹ chồng vẫn khó tính nhìn chăng nữa, cháu cứ chín bỏ là 10, một sự nhìn là chín như lành.
tôi thua mẹ một vạn không bằng thua bạn một ly. Và cuối cùng là chia sẻ của thính giả Đào Mạnh Miện ở Hưng Yên. Chị nói thẳng, nói thật với chồng, có yêu con thương vợ thì chung lưng đấu cật làm ăn để nuôi con và xây dựng tổ ấm gia đình. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn, vợ chồng phải thống nhất, đồng thuận, rút kinh nghiệm sửa chữa để hoàn thành công việc, giữ hòa khí vợ chồng. Chị phải quay lưng về ở bên nhà chồng, làm chỗ cố chồng để xứng đáng là người con có hiếu. Vật chất, tinh thần phải quan tâm thường xuyên đến mẹ chồng và bên ngoài. Vâng, chị Châu Anh này, dường như trong xã hội ngày nay thì quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu đã không còn gay gắt như xưa. Không biết là điều này có đúng không nhỉ? Đúng đấy anh Anh Tuấn ạ. Nếu mà xưa kia thì nhiều người phụ nữ rất là khổ sở khi phải sống chung với mẹ chồng do định kiến xã hội và rất nhiều yếu tố khác nữa làm cho quan hệ giữa hai người phụ nữ rất căng thẳng. Thì nay, nhiều gia đình, quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đã bình đẳng, gần gũi hơn xưa rất là nhiều ạ. Vâng, và khi mà hai người phụ nữ quan trọng nhất của cánh đàn ông chúng tôi vui vẻ, hòa thuận với nhau thì sự gắn kết vợ chồng sẽ tăng thêm, vì chúng tôi sẽ không phải đau đầu giữa một bên là vợ và một bên là mẹ nữa. Vâng, chính vì vậy mà tôi có vài lời muốn dành cho nhân vật như thế này. Vâng, tôi muốn nhắc lại câu chuyện của những ngày đầu mới về làm dâu, vì đây là khởi phát những bất hòa của bạn và gia đình chồng, rồi dần dần nó dẫn đến những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cho đến ngày hôm nay. Bạn nói rằng chồng bạn và mẹ chồng luôn cho rằng họ đúng mà phủ nhận bạn. Hãy phân tích một chút để hiểu hơn về tâm lý của các bà mẹ cũng như con của họ. Đã có con nên chắc bạn hiểu rằng con cái chính là kết quả của quá trình mang nặng đẻ đau. Bởi vậy con trai giống như là một phần cơ thể của người mẹ, trở thành báu vật mà bất kỳ ai chạm đến các bà mẹ cũng không muốn và thấy không xứng đáng với con của mình. Khi có thêm một người phụ nữ khác quan tâm đến con trai mình, yêu thương rồi kề cận hàng ngày, người mẹ thường có cảm giác như là cô gái đó đã cướp đi tình yêu thương của con trai dành cho mình. Vì vậy mà sinh ra tâm lý xét nét, đố kỵ. Chính vì vậy, mẹ chồng bạn cho rằng bạn là người chẳng ra gì, còn con bà luôn là số một. Trước tình huống này, đáng ra bạn phải khéo léo để mẹ chồng không cảm thấy hụt hẫng khi người con trai mà bà hết mực yêu thương này lại hết mực chăm sóc cho một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Bạn nên quan tâm, hỏi han, gần gũi mẹ chồng nhiều hơn. Nhưng dường như bạn lại chỉ phản ứng theo chiều ngược lại, khiến bà càng thêm ganh ghét nhiều hơn. Về phần chồng bạn, tôi tin anh ấy cũng hết mực yêu thương mẹ, người đã mang nặng đẻ đau, dồn mọi tình cảm cho anh ta từ tấm bé. Khi lấy vợ về, hẳn anh ta rất mong chờ một người con dâu thảo hiền chăm sóc mẹ thay mình những lúc anh ấy vắng nhà. Thế nhưng bao nhiêu hy vọng đã sụp đổ khi những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu ngày càng tăng cao. Ở nơi xa, hẳn anh ấy rất đau đầu khi thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại của mẹ kể tội con dâu. Khi về nhà, chứng kiến mâu thuẫn của hai người phụ nữ cận kề, hẳn chồng bạn sẽ rất khó xử khi một bên là mẹ, một bên là vợ, nên sinh ra tính cáu bẳn với vợ. Khi đứng trước mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, nhiều người đàn ông đã tuyên bố chọn mẹ. Khi nghe thấy điều này, chắc bạn rất buồn phải không? Không ít chị em đã bực bội trước câu nói này của chồng. Nhiều người đã phải kìm nén bản thân và coi như đó là một thực tế phũ phàng. Nhiều người biết cách cư xử khéo léo để dần xóa khoảng cách. Thế nhưng bạn đã không thể dung hòa được mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu, khiến chiếc hố ngăn cách giữa bạn và gia đình chồng cũng như chồng ngày càng sâu, và chia tay là điều tất yếu. Vì thương con nên bạn đã chấp nhận nối lại tình cảm vợ chồng. Điều này là đúng nhưng chưa đủ. Khi chấp nhận nối lại, bạn phải thay đổi bản thân thì vết xe đổ mới không lặp lại. Thế nhưng bạn vẫn đi theo con đường cũ, mâu thuẫn với gia đình nhà chồng không được cải thiện. Thêm vào đó, khi bạn lên sống cùng anh ấy, mọi sinh hoạt lại chỉ dựa vào chồng, nên cuộc sống sẽ eo hẹp hơn trước rất nhiều. Trước sự túng thiếu đó, tôi vẫn chưa thấy bạn vươn lên để kề vai sát cánh cùng chồng, lo kinh tế cho gia đình. Đừng lấy lý do là bạn bận việc gia đình hay là bận con nhỏ. Khi bạn cùng chăm lo kinh tế, ắt hẳn bạn sẽ có tiếng nói hơn với chồng, còn bạn sẽ được chăm lo tốt hơn và cuộc sống sẽ đỡ bức bí ngột ngạt hơn. Nếu tiếp tục muốn chung đường với chồng, ngay dịp giỗ bố chồng, bạn phải chủ động về quê để cùng mọi người lo giỗ chạp. Đây cũng là dịp để bạn thể hiện sự ăn năn, hối lỗi của mình trước các thành viên trong gia đình chồng. Tiếp đó, bạn nên hạ cái tôi của bản thân xuống, gần gũi với mẹ chồng nhiều hơn. Nếu ở xa, bạn hãy gọi điện hỏi thăm bà.
Khi mối quan hệ tốt hơn, chồng bạn cũng sẽ cải thiện sự quan tâm của mình với gia đình vợ. Còn nếu bạn không muốn chấp nhận những điều này thì không còn cách nào khác là phải chia tay. Khi đó con cái tan đàn xẻ nghé là điều không thể tránh khỏi. Chúc bạn luôn đủ bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết vấn đề của mình. Các bạn thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là câu chuyện mới để các bạn thính giả cùng nghe và chia sẻ trong chương trình sau. Các bạn thân mến, chỉ vì không được lòng của người anh trai mà mối tình của đôi bạn trẻ này có nguy cơ tan vỡ, cô gái phải làm gì đây để bảo vệ tình yêu của mình? Các bạn hãy cho cô ấy một lời khuyên. Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi. Trước đây chúng tôi cùng học đại học với nhau. Tôi quê ở Thái Nguyên, còn anh thì ở Bắc Cạn. Tốt nghiệp chúng tôi đều về quê làm việc. Ra trường được 5 năm, quay trở về học lớp. Hầu hết bạn bè đều đã yên bề gia thất, riêng hai chúng tôi vẫn lẻ bóng. Thế rồi có lẽ do ông trời run rủi, chúng tôi có tình cảm và đến với nhau. Tuy nhiên hai đứa vẫn sống và làm việc cách nhau mấy chục cây số. Công việc của chúng tôi đã ổn định, tuổi cũng đã lớn nên cũng tính tới chuyện kết hôn. Hoàn cảnh của người yêu tôi khá là éo le. Bố mẹ anh ấy đã mất từ hồi anh còn học tiểu học. Anh được chị gái và anh trai tôi nuôi nấng cho ăn học. Anh trai anh lớn hơn anh một giáp và đã bỏ học rất sớm để đi làm lấy tiền nuôi em. Chị gái thì hơn anh 7 tuổi. Giờ cả hai anh chị đều có gia đình riêng cả rồi. Với hoàn cảnh như thế, người yêu tôi đã luôn cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Bây giờ anh vẫn đang sống cùng với gia đình anh trai, nhưng cũng đã tích lũy được một ít tiền. Chúng tôi dự định sẽ mua một mảnh đất ở quê anh để gây dựng cuộc sống riêng của hai đứa. Tôi chấp nhận, nếu lấy nhau, tôi sẽ về quê anh tìm công việc mới. Khi tôi dẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi cũng băn khoăn lắm. Cưới nhau rồi, tôi theo anh về quê thì sẽ cách xa nhà bố mẹ đẻ tới mấy chục cây số. Tuy nhiên sau này, thấy tôi cương quyết yêu và đến với anh, bố mẹ tôi cũng xuôi theo ý tôi và cũng giục hai đứa sớm thành gia thất để yên ổn làm ăn. Về phần anh cũng dẫn tôi về quê một vài lần. Lần thì qua nhà chị gái anh khi có công có việc. Tuy nhiên trái với vẻ bề ngoài sở lời của bạn trai tôi, anh trai của anh có vẻ dè chừng và cảnh giác với tôi. Thái độ như vậy khiến tôi thấy không thoải mái. Tôi trở nên e dè, thu mình lại trước vẻ xét nét của anh trai anh. Gần đây do bố mẹ giục giã, tôi bảo anh về nhờ anh trai xuống nhà tôi để thưa chuyện với bố mẹ tôi. Mãi vẫn không thấy anh đưa anh trai đến nhà tôi. Tôi gặng hỏi, lúc này anh mới nói lý do rằng anh trai anh không đồng ý với mối quan hệ của chúng tôi. Anh ấy bảo rằng hai đứa làm việc xa như vậy thì cưới xong sẽ làm sao. Thêm vào đó, anh trai anh cũng có những nhận xét rất không đúng với bản chất con người thật của tôi. Anh ấy bảo rằng tôi là một đứa con gái khó gần, không hoạt bát, có vẻ thụ động. Tôi hiểu lý do bởi mỗi lần về chơi, gặp anh tôi như bị khớp vậy. Không dám mở miệng, ai hỏi gì thì trả lời nấy mà thôi. Trước ý kiến như vậy của anh trai, bạn trai tôi có vẻ chùn bước. Anh bảo với tôi là không biết sẽ phải làm sao đây, bởi từ trước đến giờ anh luôn nghe lời anh trai của mình. Tuy là anh em, nhưng anh trai anh không khác gì bố, mẹ của anh vậy. Tình cảm của tôi dành cho anh rất nhiều, thế nhưng năm nay chúng tôi đều gần 30 tuổi rồi. Con gái có thì, tôi cứ đợi chờ trong mòn mỏi thế này. Lỡ như không bao giờ anh trai anh chấp nhận tôi thì tôi phải làm sao? Giờ chúng tôi mà chia tay nhau, tôi biết phải đi tìm tình yêu của mình ở đâu đây. Nhưng mà dạo gần đây anh bắt đầu thay đổi, ít liên lạc hơn. Tôi thắc mắc thì anh bảo bận việc. Tôi ở xa nên không thể biết được những lý do ấy có đúng hay không. Phải chăng vì anh trai cấm nên người yêu tôi muốn từ bỏ? Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?